Ngày 16 tháng 11, cộng đồng mạng xôn xao trước tờ giấy của một bà mẹ bỉm sữa dán trước cửa nhà, có nội dung quy định cho khách đến chơi về những điều không được làm với các cháu nhỏ trong gia đình. Dẫu biết mỗi người mẹ có một cách chăm sóc cho con cái khác nhau, có người dễ tính, người khó tính, thế nhưng cẩn thận và cực rõ ràng như mẹ trẻ này thì lần đầu được thấy. Những quy định của bà mẹ trẻ này có phải khó khăn quá không hay chỉ là tâm lý chung của những người mẹ? Hội chị em Facebook đang được fan bùng nổ tranh cãi không ngừng. Tờ giấy quy định của bà mẹ trẻ dành cho khách đến nhà gây tranh cãi. Theo tờ giấy quy định kể trên, người mẹ trẻ cho biết gia đình chị hiện có một bé sơ sinh và một bé đang khủng hoảng tuổi lên 3. Do không muốn khách đến chơi nhà có những hành động khiến mình phật ý, người mẹ này dán luôn tờ giấy trước cửa để nhắc nhở một số quy định. Những quy định này có thể kể đến như không được hôn bé, không nuông chiều, không cho bé dùng điện thoại, iPad, TV, không khen chê, so sánh. Không chỉ nói về những việc không được làm với các con, người mẹ còn tự nhận mình là em bé thứ ba trong nhà và cũng có những dặn dò với khách. Theo đó, chị viết rằng mọi quyết định đối với hai con đều sẽ do chị quyết định, ngoài ra khách đến chơi cũng không được khen chê và làm tổn thương. Có thể thấy tờ giấy do bà mẹ trẻ này soạn ra được trình bày rất gọn gàng, ngay ngắn. Các nội dung được đánh số, gạt đầu dòng, in qua, bôi đậm cực cẩn thận, cũng có cả chữ ký cuối cùng trong chuyên nghiệp chẳng thua kém gì một văn bản hành chính. Ảnh minh họa. Tờ giấy trên được một người chụp ảnh lại đăng lên Facebook, nhanh chóng được cộng đồng mạng quan tâm, hội chị em cũng được dịp bùng nổ tranh cãi. Một luồng ý kiến cho rằng tờ giấy của bà mẹ trẻ này chẳng có gì sai, phải làm mẹ thì mới hiểu được những lo lắng này và mọi người nên thông cảm. Một số chị em bình luận. Ai có con mới hiểu được những lưu ý này? Ai chơi bay hay nghĩ khác hãy cứ đợi có con, chăm con bệnh sẽ nghiệm ra tại sao phải nói thẳng như vậy. Nói thì phật lòng nhưng con mình khỏi là được, lúc con ốm đau mình chịu khổ chứ ai chịu thay đâu. Nhiều bà làm mẹ rồi mà chả hiểu gì, cứ đi hôn tới tấp con nhà người ta. Ai nói gì thì nói chứ mình thấy chị này không có gì sai cả, mới sinh đẻ chăm hai đứa trẻ con, vừa mệt vừa vất vả cứ dặn trước thế này cho yên tâm. Mất lòng trước được lòng sau, khách đến chơi thì nên thông cảm. Ảnh minh họa. Tuy nhiên ở luồng ý kiến ngược lại, nhiều người lại cho rằng những quy định của bà mẹ trẻ này có phần khắt khe. Không những thế, việc chị in giấy dán trước cửa cũng không phải là hành xử thân thiện, có thể làm nghích lòng khách đến thăm. Nội dung thì hoàn toàn đúng nhưng dán ở cửa thế này thì không hay. Theo mình chị này khó tính quá. Chê thì chẳng ai chê con chị ấy rồi, nhưng khen cũng không cho là sao. Giờ muốn khen cháu bé trộm vía hoặc cháu lớn ngoan ngoãn thì nói như nào? Vậy đến nhà nên nói và làm gì? Xin các bạn chỉ giáo. Dán giấy thế này mình đến là chỉ muốn đi về. Đi thăm bà đẻ mà cứ như kiểu đi làm việc gì phải đọc nội quy ấy, rõ mệt. Thời này mình nghĩ đa số đều biết cư xử cho đúng và hợp lý rồi. Hiện tờ giấy quy định trên vẫn đang gây tranh cãi lớn trên.